cái này là cái gì các bạn? Cái này là muốn trồng có hông móng chuột, móng chuột là móng chuột nha các bạn. Phụ nữ mình gặp cái này thì người ta gọi đó là muốn trồng rồi. Đó, hồi đó mình hay dụ á, mình hay dụ mấy đứa con gái ở đầu làng á, ra nhìn này, ê gái nhìn đây nè, cái mình chọc nó biết là cái gì không, cái nó chạy đỏ mặt chạy vô móng chuồng là muốn chồng ấy, đẹp vậy chưa. Bây giờ là 8:20 ở nước Mỹ, móng chuồng này nước Mỹ ha. Giờ mình zoom lại coi cái móng chuồng này nó đẹp như thế nào, đỏ nó có lồng có màu này ha, lên bao nghe quá rồi là lên bộ, nó gặp có màu đỏ cái xe nó lại chút màu vàng, nó lên cái màu vàng, nó lên cái xanh lá. Đó, điều kỳ diệu ở cái móng chuồng này cũng rất là hay ha, nhiều người đứng lại quay phim hiếu kỳ nè, chưa nhiều người đứng lại quay phim đó, hiếu kỳ ha. Đó, không biết là bao nhiêu phút là nó hết cái móng chuồng này ha, ủa cái móng chồng này ha, ủa không. Đó, này đó. Bà cô này bà cũng ngắm mấy à, có đứa con gái, bà có đứa con gái đó, con gái cũng ngắm móng cũng ngắm móng chuồn chuồn nha. Đó, giờ mình ngồi đây mình ngắm coi chừng nào nó mới hết nha. Trời nó xuống là nó hết à, coi thử bao nhiêu phút nha. Nãy giờ mình phát hiện á, là tầm khoảng cũng cỡ 1 phút đến 2 phút mà nó thêm nhiều màu nữa nè, nó thêm nhiều màu nữa nè, nó màu dưới này nữa không, mình nhìn thấy màu mà mình không thấy cái màu nho đâu hết, màu nho đâu hết ngoài ha, có cái màu của màu đỏ, màu xanh, màu lá, màu này kia thôi, không thấy cái màu nho đâu hết. Dữ dàng chưa, nguyên cái đám mây nó che là cái góc này vẫn còn này ha. Đó, bây giờ nó lên màu đẹp nè, đó lên màu đẹp nè, thấy chưa, thấy chưa, đó lên từng lớp màu nữa ha, ai đi ngang cũng nhìn cái hết ha, quá đẹp luôn. Đây là siêu thị nha, siêu thị đó, cái kè có cô đó đứng quay nữa kìa, giờ đó quay nha, tôi thấy đẹp nó quay nữa chưa đó. Mà ngày xưa á, ông bà nói ai mà ra nhìn cái này á, là có chồng thì các bạn, có chồng luôn á, không có giỡn đâu nha, không có đùa đâu nha, nhìn cái này là coi như là muốn chồng luôn á. Ngày xưa á, kể câu chuyện các bạn nghe ha, nó cũng không có liên quan gì mấy, nhưng mà nó cũng hơi đó, nó cũng hơi xem với nhau ha. Ngày xưa thì vua chúa thường thường là có nhiều vợ lắm, nhiều cung phi mỹ nữ lắm, mà thường thường ở làng này làng nọ đó, thấy không, ông vua thì ổng ở trên kinh thành, mà thì ở dưới nông thôn rồi này kia, tỉnh này tỉnh nọ đó, thì phải cống nạp cho cái gia nhân, thì tất cả trong làng mà gái đẹp á, là mấy ông quan á, là lo la hết á, cống nạp, có nghĩa là tiễn ha, tiễn trung phi, mới đầu là tiễn phi tần á, cho vua để vô đào tạo, nếu ông vua không được thì ông cưới làm vợ luôn, còn nếu không thì làm phi thôi. Phi thì có cả ngàn 2000 cung phi vô đó, một số ông vua à, có một số ông vua thì ông đi tu thì ông không có tiễn gái, nhưng mà thường thường ông vua nào cũng tiễn gái đó. Tiễn gái không phải là ý định của ông, mà ý định của quan thần rồi đó, nhưng mà cái ý của ông thì ông không nói thôi. Ủa cuộc may là đẹp không,
móng chuồng kìa má. Ủa, lên bao kìa, đẹp không? Kìa trên trời kìa, trên trời. Dạ? Không, không, không. Không, kìa kìa. Đó, đó. Cái thì Quang thì cho ba cái tiêu chí, bốn cái tiêu chí ha. Trường Túc Bắc Chi Lao, Đa Mưu Tức Đa Mau, Tiểu Yêu Âm Hộ Đại và Hồng Diện Đa Danh Thủy. Là bốn cái tiêu chí đó là phụ nữ là phải có nha, phải có mới tiễn nha, còn nếu không là không có rồi nha. Thì bốn câu đó không biết các bạn có hiểu không nha. Trường Túc Bắc Chi Lao có nghĩa là chân là phải dài, giò là phải dài nha. Rồi rồi xà hành á, cuối cùng á là năm luôn á đó. Đó, ok. Còn những tiêu chí còn lại các bạn bình luận bên dưới xem các bạn có biết cái câu này không nha.